today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa. Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày. Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý ấy bàn hai, rồi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa. Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy. Vở
chèo hai giọt nước, nói về hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước nhưng tính tình thì trái ngược. Người em nhân hậu bao nhiêu thì người chị nhẫn tâm bấy nhiêu. Một hôm, hoàng tử bị thương tích, tạm nương nhờ túp lều trong rừng của họ và được người em là Diệu Hiền, một thiếu nữ xinh đẹp nết na hết lòng chăm sóc. Sau khi hoàng tử bình phục, vì không gặp được Diệu Hiền nên đã để lại cho nàng lá thư và chiếc nhẫn làm tin. Hoàng tử về kinh lên ngôi hoàng đế rồi cho vời Diệu Hiền vào cung. Người chị buộc Diệu Hiền phải biệt tích vào rừng sâu rồi mạo danh tánh nàng để được phong làm hoàng hậu. Tình cờ, Diệu Hiền gặp tướng quân Lê Châu và bày tỏ sự tình. Tướng quân Lê Châu đưa nàng về kinh đô dưới lớp áo một ca nhi. Trong khi đó, nhà vua ngỡ người chị là Diệu Hiền nên vô cùng đau khổ trước tính tình thay đổi của nàng. Dưới tấm khăn che mặt, Diệu Hiền đã vào cung hát cho nhà vua nghe. Thấy nhà vua cảm mến nàng ca nhi, hoàng hậu đem lòng ghen tức. Kính mời quý vị thưởng thức phần kết vở chèo Hai giọt nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai Hoàng Tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác. Lạ thật, quá kỳ lạ. Muôn tâu hoàng thượng, tiếng hát của con bé ấy đã hút hết hồn chàng rồi sao? Úi trời ơi, thế tôi cũng hết cả hồn rồi đây này. Thì câm đi, ngươi là tên Hề, luôn bày trò để hoàng thượng phiền lòng. Hoàng thượng đang buồn, sao lại cho nó vào đây hát để hoàng thượng buồn thêm? Chính ta cho đòi nàng vào, chú Hề không có lỗi gì hết. Dạ chả có lỗi gì hết à. Sao ít lâu nay hoàng thượng cứ buồn phiền, hay để em cho gọi cung nữ vào muốn để cho hoàng thượng vui? Ôi trời ơi, để làm Hề Ba đời xuất sắc như tôi mà hoàng thượng còn không vui hơn là cái bọn cung nữ tầm thường ấy. Vậy em phải làm sao để hoàng thượng vui bây giờ ạ? Ta nghe nói nàng còn người chị sinh đôi ở quê cũ, tại sao nàng không đón người chị đó lên đây để cùng hưởng những ngày sung sướng? Muôn tâu hoàng thượng, em nghe nói chị em ở một nơi nào đó rất xa, dạ không ai biết đến à. Vậy ư? Thôi được, ta đi. Dạ vâng, đi luôn cũng được. Hôm nay, dạ. Mày nhìn cái con che mặt kia nãy, mày có thấy nó có gì khác không? Dạ bẩm, con nhìn nó rất là khác ạ. Khác thế nào? Nó che mặt ạ. Ngu à, che mặt thì ai mà chả biết. Tao hỏi là hỏi, mày có thấy hình dáng nó giống ai không? Dạ, hình dáng nó con nhìn cũng rất là giống. Giống ai? Giống một đứa con gái. Nó che mặt, trời ơi, ngu quá. Che mặt thì ai mà chả biết. Mày có thấy nó giống con Diệu Hiền không? Diệu Hiền á? Hoàng hậu đã đuổi nó vào rừng sâu từ lâu rồi kia mà. Có thể nó may gặp thằng tướng Lê Châu cứu trở về. Nếu vậy thì nguy mất, hoàng hậu sẽ bị lộ mất. Hoàng hậu sẽ mắc tội lừa dối hoàng thượng. Hả? Hoàng hậu sẽ bị lăng trì, tung xẻo. Không! Nếu đúng như vậy thì ta phải ra tay trước. Thanh Mai. Dạ. Gọi ông Tể Tướng về đây cho ta. Dạ. Mau lên. Dạ con đi ạ. Lần này thì ta phải làm cho mày biến khỏi cuộc đời này. Nó phải tan thành thành hồn ma. Thần đợi lệnh hoàng hậu.
Này ông tể tướng. Có thần. Từ ngày tướng Lê Châu trở về, có đem theo một con bé hát xong, ông có biết không? Dạ bẩm, thần biết. Thần biết nó đã vào hát hầu cho hoàng thượng. Thần còn biết hoàng thượng đã mê chính con bé ấy kia. Giỏi lắm. Dạ, xả muôn tàu, thần đòi ơn che chở mưa móc của hoàng hậu, cho nên thần phải để mắt vào mọi chỗ, mọi nơi. Con bé ca nhi ấy rất đáng nghi ngờ. Giỏi lắm, vì vậy ông phải giúp ta. Dạ muôn tàu hoàng hậu, thần, thần dù nhảy vào lửa, thần cũng xin nhảy ngay ạ. Không, ta không cần ông phải nhảy vào lửa, ta chỉ cần ông làm sao cho con bé hát xong ấy không bao giờ được gặp hoàng thượng nữa. Ông có làm được không? Dạ, dạ. Đó, nó ở tiểu quán Đông Phong phía bắc kinh thành, nhưng nó được tướng Lê Châu che chở rất kỹ. Một người túc trí đa mưu như ông lại không có cách gì ư? Hãy lừa lúc thằng tướng Lê Châu sơ ý, bắt nó về giam vào ngục tối cơ mà. Bắt được nó, ông sẽ được trọng thưởng. Nếu không, cái chức tể tướng và cái đầu của ông không còn trên cổ. Thần, thần y lệnh. Diệu Hiền đúng không? Dạ,
Dạ vâng ạ. Cô có người chị gái tên là Lan Hoa đúng không? Dạ vâng ạ. Quê có ở miền Sơn Cước đúng không? Ôi, sao các ông biết ạ? Thế mới tài chứ. Vậy thì ông tìm tôi có việc gì? Chúng tôi đến để mời cô đi theo chúng tôi. Đi theo các ông? Không, tôi không quen biết các ông. Tôi không đi theo ai cả. Tôi không đi theo ai cả. Chưa? Bẩm lệnh bà, theo lệnh của người, thần đã bắt được đứa con gái này và giam giữ vào đây. Tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng. Cho lui. Thanh Mai. Dạ. Hãy cởi trói cho nó. Chị nữa, chị cũng gỡ tấm khăn che mặt ra đi. Nào, đã rõ mặt ta chưa? Vâng, xin kính chào hoàng hậu. Tại sao mi lại trở về đây, dám về đến kinh thành này? Vì em không phải là kẻ phạm tội phải trốn chạy vào rừng sâu như lời hoàng hậu đã bày đặt. Mi trở về là để đòi lại cái chỗ ngồi của mi sao? Em chỉ muốn hoàng thượng nhìn ra sự thật, không để điều dối trá gạt lừa. Nhưng muộn rồi, hoàng thượng đã yêu ta, hoàng thượng đã là của ta. Hoàng thượng đã nhầm lẫn vì cái gian ác đóng quá khéo một hình hài lương thiện. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của mi. Mi trở về và làm đảo lộn tất cả. Mi đã cản trở con đường đang êm thấm của ta. Mi đã xen vào cái hạnh phúc của bấy lâu ta tạo dựng. Bằng những tội ác, bằng sự dối lừa sao chị? Nếu không, sao ta có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ? Bây giờ thì tất cả đã được an bài rồi. Ta đã là vợ chàng, ta đã là hoàng hậu. Còn mi, mi không kịp làm sáng tỏ với sự thật của mi đâu. Đêm nay mi phải chết. Chị định giết em sao? Không còn cách nào khác. Sự thật phải được chôn kín dưới lớp mồ. Kẻ nào cản đường ta đi, kẻ đó sẽ không còn đất sống.
sợ chết không? Không, em không sợ chết. Em chỉ tiếc rằng trước khi chết không nói được cho chàng sự thật, để chàng mãi phải cận kề với một sự vô lương. Điều giả dối thì vẫn cứ ngang nhiên, mà sự thật đành nằm im dưới mộ. Ta cũng đành thôi. Phải giết mi, lòng ta cũng đau xót lắm. Dẫu sao cũng là tình chị em, máu chảy ruột mềm. Ta cho ngươi một đặc ân, một chén thuốc độc ngọt em, để được toàn thây đi về cõi chết. Quân bay! Thanh Mai, dạ, rót cho nó uống. Từ tình
chàng ơi, tình ta chưa hạnh phúc. Miễn lễ. Vương Nhi, bắt đầu đi. Hôm nay có một việc hệ trọng, ta cần sự chứng kiến của các khanh. Tể tướng. Dạ, có thần. Quỳ xuống. Ông đã biết tội của ông là gì rồi chứ? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần mắc tội gì? Pháp quan. Dạ. Luận tội. Dạ bẩm. Ông tể tướng đã mắc vào ba trọng tội. Tội thứ nhất, nhận hối lộ của thương nhân ngoại quốc, cho hàng lậu thuế vào chèn ép hàng nội của ta. Tội thứ hai, xâm phạm ngân quỹ quốc gia vào các cuộc truy hoan ngày đêm ở lầu xanh nhà chứa. Ngân quỹ quốc gia đem về xây nhà xây cửa, xây lâu đài cho vợ, cho con. Tội thứ ba, ỷ là quan to cậy thế làm càn, sát hại những người can ngăn trung thực. Những lời luận tội của pháp quan, ông nghĩ thế nào hả ông tể tướng? Dạ muôn tâu hoàng thượng, thần biết. Thần biết tội thần rất lớn. Sở dĩ thần mắc phải tội này là do lệnh truyền của hoàng hậu. Người lôi láo, dám vu cáo chúng ta mà không sợ tội mất đầu hay sao? À, dạ 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 bẩm à, hề tôi có mấy lời muốn nói à. Người câm đi, người lại tên hề, biết gì mà luận bàn vào đó. Cứ để chú hề được nói. Ý hề đấy nhá, được phép nói rồi nhá. À, dạ bẩm. Bởi chính vì là hề cho nên là tôi đi khắp chốn khắp nơi. À, vậy thế cho nên như mọi việc là tôi đều biết cả. Chị ơi, vua gia luật vua phép nước chẳng tha bổ tài nào. Chị ơi, vua gia luật vua phép nước chẳng tha bổ tài nào. Tội tày đình là chính quân hoàng hậu. Ơi ơi à, nhận hết bạc vàng kết cấu với gian, rằng dùng tống gây đúng bất tất lương, cho nên hủ bại đối lương sinh thành, rằng dùng tống người nói đâu. Dạ láo ạ. Vậy thì cho phép hề tôi hỏi là cái chuỗi ngọc mà hoàng hậu đang đeo trên cổ là ở đâu ra? Có phải chăng là quà biếu của ông lái buôn ngoại quốc à? Vậy là đã rõ. Pháp quan,
Dạ vâng. Ông luận tội đi chứ. Dạ vâng. Sao? Tội của hoàng hậu không có ghi trong luật hình sao? À, dạ không có. Đứng lại. Có đúng là tội của hoàng hậu không có ghi trong luật hình sao? À, dạ bẩm có. Nhưng mà nhưng vì là tội của hoàng hậu nên ông không dám đọc sao? Dạ. Luật pháp mà run rẩy trước ngôi cao thì sao còn gọi là luật pháp? Nếu triều đình chỉ vì sợ ngôi cao mà nể tình nương nhẹ thì bách tính sẽ coi thường luật pháp kỳ cương. Thần dân sẽ cho rằng ta chỉ nói một đường, còn khi làm lại làm một nẻo. Ta chỉ vờ dơ cao đánh khéo, đánh tay chân mà không dám đánh cái đầu. Luật pháp muốn nhiệm màu thì phải đánh từ cái đầu trở xuống. Pháp quan. Dạ. Luận tội. Dạ bẩm. Như vậy là những tội lớn mà ông tể tướng mắc phải đều là do hoàng hậu chủ mưu. Dạ chiểu theo luật của triều đình, kẻ chủ mưu chính phạt sẽ phải bêu đầu. Ông đọc to câu cuối lên. Dạ sẽ phải bêu đầu à. Hoàng thượng ai cứu em? Vương Nhi, pháp quan đã luận tội thì dù là hoàng hậu cũng phải xử theo đúng luật hình. Lính. Dạ muôn tâu. Dạ muôn tâu, còn một việc mà thần muốn được triều đình sáng tỏ đấy à? Ta cho nói. Dạ. Dạ muôn tâu, người đang là hoàng hậu đây chỉ là một người giả danh thôi à, không phải là người cứu giúp hoàng thượng năm xưa trong rừng, chỉ là người chị cháu trở bất lương xua đuổi người em trong rừng để chiếm ngôi hoàng hậu đấy. Người phản tấu. Hoàng thượng ơi, người ta đã vu oan để có tình hại em. Người lấy chứng cứ nào để sàn tấu như vậy? Bà đợi rồi sẽ rõ. Ra. Trình tướng quân, người con gái ấy đã bị bắt đi rồi à? Sao? Dạ, chúng tôi đến nơi thì gian phòng trống rỗng, đồ đạc ngổn ngang đổ vỡ tan tành. Chúng tôi cố sục tìm nhưng... Như sao? Dạ không thấy bóng dáng nào đâu cả. Trời ơi! Đồ ăn hại! Bà ghê gớm thật. Bà đã nhanh tay hơn ta rồi. Bà đã giết mất nàng rồi sao? Người câm đi. Ta không biết ai cả. Ta không biết đứa con gái nào cả. Hoàng thượng ơi, người ta đã vô ăn để cố tình hại em. Chính em là người của chàng mà. Lá thư ngày ấy em vẫn nâng niu cất giữ. Chiếc nhẫn làm tin em vẫn giữ như báu vật thiêng liêng. Chàng hãy tin em, chính ta là người của chàng mà. Ta là hoàng hậu của đất nước này. Ra. Muôn tâu hoàng thượng, có một cô gái xin vào để làm nhân chứng ạ. Cho vào. Dạ. Cho vào. Con xin kính chào Thái Hậu. Em xin kính chào Hoàng Thượng. Trời ơi, ta đã nhìn thấy ai thế này? Người mà bấy lâu nay ta mong nhớ đây sao? Hoàng Thượng ơi, chính em là người của chàng mà. Nó chỉ là một đứa con gái giống em. Định dối hả Hoàng Thượng? Trời ơi, sự thật là đâu? Đâu là điều giả dối? Điều thật giả chập chờn như mây khói. Cái ác nơi nào, điều thiện ở đâu? Dạ, môn tâu hoàng thượng, xin phép hoàng thượng
cho em được hỏi hoàng hậu vài lời ạ. Ta cho nói. Dạ. Thưa hoàng hậu, hoàng hậu nói rằng ngày ấy chính hoàng hậu đã cứu giúp hoàng thượng. Vậy thì ngày ấy hoàng thượng đã bị thương như thế nào ạ? À, thương thế nào? Nói xem nào. Làm sao? Hoàng thượng bị một đát kiếm rất nặng. Máu chảy đầm đìa. Trời ơi, đúng ơi là đúng. Dạ thưa hoàng hậu, vậy hoàng thượng đã bị thương vào đâu ạ? Thương vào đâu? Vào đâu? Hoàng thượng, gần tim, chúng lại vào đâu? Ôi trời ơi, lại thêm một lần nữa đúng. Dạ muôn tâu hoàng hậu, vậy người đã băng bó vết thương cho hoàng thượng như thế nào ạ? Ta đã xé áo của ta để băng bó ngay cho hoàng thượng. Trời ơi, lại càng đúng. Có phải tấm áo mà hoàng hậu đã xé đây không? Trời ơi! Chiếc khăn ngày ấy của ta, chính em đã dùng nó băng bó cho ta. Và em vẫn còn giữ. Đúng rồi, em đây rồi. Em thật đây rồi. Hoàng thượng ơi, cứu em. Thôi đi bà chị ruột. Trời ơi, chất vẫn có 3 câu thì bà trả lời sai cả 14 câu nữa. Thế là đã rõ cả rồi nhá. Ôi, tôi tưởng bà ấy nhanh tay bắt và giết mất nàng rồi. Đúng là em đã bị họ bắt giam vào ngục tối. Nhưng... Dạ thưa. Dạ, bẩm thái hậu và hoàng thượng, hoàng hậu đã bắt uống thuốc độc định thủ tiêu. Nhưng sao? Nhưng vì con thương quá, con không nỡ, con đã đánh cháo, toàn là nước nhân trần và thuốc mê ạ. Quá. Ta cảm ơn con. Con kia, mày giết tao rồi. Đã một thời tôi u mê theo bà, nhưng đến bây giờ tôi không thể tiếp tay cho cái ác. Ta sẽ ban thưởng cho con. Dạ. Vậy là đã rõ tất cả tội lỗi của ngươi. Pháp quan. Dạ. Hãy cho lệnh tống giam, chờ ngày ra pháp trường xử trảm. Linh Nhi. Dạ. Dạ. Dạ muôn tâu thái hậu. Con xin thái hậu một điều thôi ạ. Con nói đi. Dạ thưa thái hậu, dù sao con và chị ấy vẫn là chị em ruột thịt, con xin thái hậu lượng tha cho tội chết để được ăn năn hối cải làm người ạ. Ôi, tấm lòng con thật là nhân hậu, ta chấp nhận lời con. Ôi, đội ơn thái hậu. Lính. Dạ. Giải những người này đi. Ê, để hết em làm cái đâu rồi? Đây rồi nào. Lính đâu? Nhốt nó lại vào ngục chờ ngày ra pháp chưa ngày xử cả. Còn mẹ nữa, mẹ nằm đây mà ăn vàng à? Đây, tha chết rồi thì em về chứ. Ôi, tấm lòng của em thật là bao dung độ lượng, đã không vì đắng cay thân mình mà mang hận oán thù. Hãy tha lỗi cho ta, đến bây giờ ta mới nhận ra em. Đến bây giờ ta mới nhận ra sự thật. Xin mẫu hậu hãy chấp nhận, đây mới chính là con dâu của mẫu hậu. Ta miễn lễ. Hỡi quần thần. Dạ. Đây mới chính là hoàng hậu của các khanh. Oh,
quý vị vừa thưởng thức phần kết vở chèo Hai Giọt Nước của soạn giả Doãn Hoàng Giang, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bình trong vai Hoàng Tử, Hoàng Mai trong vai Diệu Hiền, Thùy Dung trong vai Lan Hoa, Tiến Lợi trong vai Tể Tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, Quang Thao trong vai Tướng Quân, Trường Thành trong vai Người Bán Rong cùng các nghệ sĩ khác. Đa tạ quý khán giả đã cùng xem Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ, kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần sau, bộ phim Thầy Lang Bất Đắc Dĩ của soạn giả Nguyễn Đông Thức. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's enlightening entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Please tune in on Free Master Television next Thursday for the Olaxis film The Unwilling Doctor by screenwriter Nguyễn Đông Thức. We bid you farewell. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.